bụng tôi đã muốn cơn cao và ăn tà phanh. Soạn đồ đạc thật nhanh, về với Nội Bài trong không khí lạnh. Về với nơi cho anh em nhí nhảy, chém chui chén anh đầu chân mà trời hay. Tết 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 đến rồi, không mới chỉ sắp Tết thôi mà bà tôi đã gói tới hai nồi bánh trưng mà tôi gói thì thôi rồi. Dù em út chạy lại tới lui, xuân về bên gia đình thì mới vui. Khép là một năm nhiều chuyển biến, giờ là lúc quay quần ra đông đất niên. Bên nơi xa xôi có cha và mẹ, sau đêm nay thôi con sẽ trở về. Bao nhiêu lo toan với bao buồn bề, mặc kệ bỏ lại đây. Bên nơi xa xôi có cha và mẹ, sau đêm nay thôi con sẽ trở về. Bao nhiêu lo toan với bao buồn bề, mặc kệ mình cùng về quê. Mình cùng về quê. Anh em mình cùng về quê. Mình cùng về quê. Về quê, quê. Về nhà ăn Tết. Về đâu? Về nhà ăn Tết. Ông về đâu? Tôi về quê. Tôi Việt Nam miss chân chất. Ăn cơm Việt Nam rồi đón Tết Việt Nam. Ở đây người ta gọi là nhất. Dù đi đâu thật ngầu, về nhà tôi vẫn đi chân đất. Da vàng máu đỏ mét hai thật bé nhỏ, nhưng tôi yêu quê hương nhất. Yeah. Quê tôi quê tôi mà, quê tôi quê tôi mà. Anh nên đi nơi xa nhớ về quê tôi mà. Quê ta mà, quê ta quê ta mà. Anh nên đang nơi xa làm cho xong để về quê nhà. Tuổi lì xì rồi em me.